Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đã là người ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Lời cầu chúc hạnh phúc là lời cầu chúc nhiều nhất mà con người dành cho nhau. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nhất trí với nhau đâu là nền tảng của hạnh phúc. Có người chơi hạnh phúc của mình trên tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Nhưng rồi không thiếu những vỡ mộng đắng cay khi mà người ta dường như đã có trong tay mình tất cả. Chuyện kể rằng, có một thầy khổ tu vào rừng để hành xác, mong được sớm lên thiên đàng. Ngày ngày có một cô gái đến cung cấp lương thực cho thầy. Khi đến ngày thầy phải rời khu rừng vào hang sâu để hoàn thành cuộc hành xác, cô gái van xin rằng: "Tại sao thầy không cho con diễm phúc được hầu hạ thầy?" Thế là thầy tu đã ngồi lại chỗ cũ. Đến khi cuộc hành xác hoàn thành, vị chúa tể bất tử đến báo cho thầy biết thầy đã đạt đạo và được phúc thiên đàng. Nhưng thầy lại nói: "Từ lâu tôi không cần thiên đàng nữa." Vị chúa tể hỏi thầy: "Vậy con muốn được phần thưởng nào quý giá hơn cả thiên đàng?" Thầy đáp: "Tôi muốn có cô gái chặt củi kia." Nước trời thật đáng quý, đáng trân trọng, đáng mơ ước là thế. Vậy mà thầy tu trong câu chuyện trên lại bỏ thiên đàng để chọn ở lại với cô gái chặt củi. Viên ngọc quý sau bao nhiêu năm hành xác mới có được lại không phải là thiên đàng vĩnh cửu, mà là một xác phàm hay chết, một thụ tạo nay còn mai mất. Thật là ngu ngơ, khờ dại lắm thay. Nhìn vào xã hội hôm nay, con người đang cố gắng loại trừ Thiên Chúa ra ngoài, chạy theo trào lưu tự do, phóng túng, hưởng thụ, duy vật chất, giải thiêng với chủ nghĩa vô thần, khoái lạc. Thì đâu chỉ mình thầy tu này khờ dại ngu ngơ, đâu chỉ mình ông bỏ hình bắt bóng. Những kẻ xem danh vọng chức quyền là viên ngọc quý, dùng mọi khả năng, phương tiện và thủ đoạn, cả đời săn lùng, tìm kiếm đến hao tâm tổn sức, để rồi nó vỡ tan như bong bóng xà phòng, lại không dại khờ lắm sao. Những kẻ có tiền bạc của cải là kho báu duy nhất trên đời, để rồi bôn ba vất vả, thu tích cho thật nhiều mà chẳng nghĩ đến ai, khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang được một xu về bên kia thế giới, lại chẳng phải dại khờ lắm sao. Những kẻ đam mê khoái lạc, ăn chơi cho thỏa thích, họ xem thế gian này là kho báu, là viên ngọc quý, phải thụ hưởng cho thỏa mãn, để rồi khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi, sẽ phải khóc lóc nghiến răng muôn kiếp, lại không phải là kẻ dại khờ lắm sao. Những kẻ bất chấp luân thường đạo lý, giết chết cha mẹ, ông bà, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn hữu, ân nhân để cướp của, cướp quyền, giữ ghế và giữ chức, trở thành nỗi ô nhục muôn đời không sao cột rửa, lại không phải là kẻ dại khờ lắm sao. Những kẻ tự cho mình là văn minh, là chân lý, là lương tâm, là đỉnh cao trí tuệ, nhưng lời nói và hành chữ thì thể hiện ngu xuẩn một cách cố chấp, tham lam một cách vô đồ, dối trá một cách bình thản, tàn ác một cách lạnh lùng, đi ngược lại với bánh xe lịch sử và sự phát triển của nhân loại, lại không phải là kẻ dại khờ lắm sao. Những kẻ phản quốc hại dân, khấu đầu thơ giặc, rước voi về giày mã tổ, cộng rắn cắn gà nhà, đất nước dành dư cũng đem ra cầm cố bán buôn chỉ để thỏa mãn cái tôi quyền lực, trở thành quái thai của thời đại, ngàn năm bia miệng và chứng tích tội ác còn ghi, lại không phải là kẻ dại khờ lắm sao. Sống trong một xã hội quái thai đặt trong tay của những kẻ cai trị quái thú, bên cạnh những con người quái đản không dám đứng thẳng làm người, chỉ biết khom lưng quỳ gối, không dám chấp nhận sự thật, không tôn trọng chân lý, không tôn trọng
sự thật, khuyết tật cả tâm hồn lẫn nhân cách, bưng tai, bịt mắt, ngậm miệng ăn tiền, nồi cơm lớn hơn mã tổ, bắt tay, thỏa hiệp, đi đêm để đổi lấy đặc quyền đặc lợi hay cơ hội tiến thân, thì vẫn còn đó những con người dám chấp nhận hy sinh, chịu mất mát, bị tù đày, bị đấu tố để đứng thẳng làm người, đứng về phía sự thật, đứng về phía người dân, bảo vệ công lý, trở thành những viên gạch lót đường cho tiến trình tự do, dân chủ, văn minh, nhân phẩm, nhân quyền, công bằng, bác ái, cho quốc thái dân an, cho công lý và hòa bình được hiện diện, trở thành nạn nhân của chế độ độc tài, bạo quyền và bất công trên mảnh đất ít người nhiều ma này. Hãy bỏ đi những kho tàng ảo ảnh, hãy bỏ đi những hạnh phúc giả thao, hãy bỏ đi những quyền lực chóng qua, hãy bỏ đi những thú vui phù vân. Đó chỉ là những chiếc phao thủng, không an toàn, không có thực, không thể cứu nổi chúng ta giữa biển đời lênh đênh này. Hãy khôn ngoan can đảm hy sinh cái phù vân để được cái vĩnh hằng. Hãy biết lựa chọn một tương lai vĩnh cửu. Nếu được vinh hoa phú quý mà tương lai không được hưởng nước trời thì cũng chỉ là vô ích. Nếu thông thạo khoa học mà không có đức tin thì tương lai của chúng ta cũng chỉ mịt mù. Nước trời là kho báu và đức tin chính là chìa khóa mở vào kho báu ấy. Chỉ có những ai sáng suốt nhận ra Đức Giê-xu là viên ngọc quý mới dám bán đi những viên ngọc giả là của cải, là tài năng, là danh vọng, là chức quyền, là khoái lạc trần gian mà mua lấy mối tình thâm sâu với Ngài trong cõi đời đời. Chỉ có những ai xác tín rằng nước trời chính là kho báu vô giá tồn tại miên trường mới vui mừng bán đi tất cả những kho tàng phù vân ở đời này mà mua lấy kho báu bất diệt trên nơi vĩnh phúc. Đức Giê-xu Kitô chính là viên ngọc quý, là hiện thân của nước trời. Chúng ta hãy bán đi tất cả, phải chấp nhận mất tất cả, phải từ bỏ mọi sự để được sống với Ngài, để chọn Ngài là gia nghiệp, là lẽ sống, là cùng đích, và để được Ngài là được tất cả. Nước trời là kho báu vĩ đại nhất, là viên ngọc quý giá nhất. Chúng ta phải cố gắng, phải hy sinh để kiếm cho bằng được. Đời là một dịp thuận tiện, mỗi ngày chúng ta đang sống là một dịp may. Mỗi khi còn có thể chọn lựa, quyết định là một cơ hội. Chúng ta có ý chí, tự do và khôn ngoan để lựa chọn. Vì thế có được nước trời hay không là do chính mỗi chúng ta. Tài năng chỉ là thiên phú, sống thiện lương chính là sự lựa chọn thực sự cá nhân của mỗi người. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết luôn chọn Chúa là gia nghiệp, là cùng đích và là lẽ sống của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết dùng chính đời sống bác ái yêu thương của mình mà minh chứng cho niềm tin của chúng con và diễn tả cho tình yêu của Thiên Chúa, là cho chúng con biết dám sống và dám chết cho công lý và sự thật. Amen.